Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thành công của Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cho thấy diễn đàn nghị sĩ trẻ IPU là một diễn đàn rất cần thiết, bổ ích cho các nghị sĩ trẻ và tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nghị sĩ trẻ nói riêng, giới trẻ nói chung với tư cách là chủ nhân tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc và của cả thế giới trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của IPU và của Liên Hợp Quốc. Tôi trân trọng đề nghị Ban Thư ký IPU và các nghị viện thành viên IPU lan tỏa kết quả của hội nghị này tới hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững sẽ diễn ra ngay sau đây, dự kiến là vào ngày 18-19 tháng 9 này tại New York. Qua đó để tôn vinh vai trò, khẳng định cam kết và hành động của IPU và các nghị sĩ trẻ nói riêng trong nỗ lực chung toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tôi cũng đề nghị IPU và kêu gọi các nghị viện thành viên của IPU tích cực triển khai thực hiện tuyên bố hội nghị, đồng thời xác lập cơ chế thích hợp để hợp tác, hỗ trợ nhau, nhất là giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong chuyển đổi số và trong đổi mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và có hoạt động chung của IPU và sẵn sàng đăng cai tổ chức thêm những hội nghị và cơ chế khác trong khuôn khổ hoạt động của IPU. Tại phiên bế mạc, hội nghị đã thông qua tuyên bố về vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Để giúp thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, các nghị sĩ trẻ kêu gọi và đề nghị các nghị viện thành viên cập nhật các quy định và cách thức làm việc của nghị viện để các nghị sĩ có thể tham gia vào ứng dụng trực tuyến, chuyển đổi số nhiều hơn, tận dụng các nền tảng tương tác nhằm hỗ trợ đối thoại trực tiếp giữa cử tri và nghị sĩ, thúc đẩy sự tham gia của các nhóm, đặc biệt là giới trẻ, vào các hoạt động nghị viện, xây dựng khung khổ pháp lý phù hợp và tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ chủ quyền số của các quốc gia nhằm đem lại một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững. Về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tuyên bố đề nghị các nghị viện thành viên củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tăng quy mô ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp do thanh niên là người đứng đầu, các sáng kiến khởi nghiệp và đổi mới của giới trẻ. Trong lĩnh vực văn hóa, các nghị sĩ trẻ đề nghị cần phát triển cách tiếp cận chung của nghị viện nhằm thiết lập các nguyên tắc giá trị trong việc đưa ra quyết định, nghiên cứu và phát triển, tăng cường luật bảo vệ dữ liệu và các công cụ pháp lý khác, chống lại các mối đe dọa mạng và thúc đẩy các thuật toán nguồn mở và minh bạch, thúc đẩy tính toàn diện, đối thoại liên văn hóa và tôn trọng sự đa dạng văn hóa và kiến thức bản địa với tư cách là một động lực cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng và chung sống hòa bình. Green.